xin chào cô chú, xin chào cả nhà. Mới có chừng em 6 đám nha. Chào mấy em ăn cơm tối cô chú ơi. Nhìn cái cảnh này nhớ của anh em Út Tiêu hồi nhỏ quá mẹ ha. Nhìn nhớ ghê luôn á. Út Tiêu sao muốn ôm lại kỷ niệm không? Ôm lại kỷ niệm không? Người ta đang ăn thử đít người ra vui duyên. Hồi nhỏ là để cái tô sát vô cửa. Bé giờ xanh ăn hơi tạp ăn cô chú. Ăn lúc nào cũng tô cũng chảy hết trơn, ta ăn dây nhẹ nhẹ phụ dữ ghê luôn chú. Nó cắn nè. Đồ ăn không đâu, đồ ăn của con chở tụi con dưới đây ăn hết rồi đúng không? Ăn hết thì xuống đây ghì đúng không? Còn nhỏ ăn trước mà. Lát nó tới Út Tiêu lúc nào cũng có đồ ăn hạt chứ cũng để sẵn chở nó cô chú ơi. Đi vòng vòng ăn đó. Trời ơi, coi cái mình nó là hiểu rồi. Nó ngồi mà thấy đẩy đào quá trời luôn á, sexy. Màu xanh nó ăn lẹ thôi mẹ ha. Sắp tới ngày cho em uống thuốc kia chưa? Chưa hả? Uống thuốc nấm. Ngoài chỗ uống thuốc nấm được rồi. Mai cho mấy nhà. Tại vì em bữa cho ngày đầu về rồi cho uống sổ lãi của chú. Nên để mấy ngày sau hãy cho uống thuốc nấm. Chứ uống liên tiếp mấy em sợ sốc thuốc hay gì chứ. Em sợ. Chứ mấy em còn nhỏ nữa chú ơi. Nhìn cỡ tuổi này cỡ chừng 2 tháng rồi. Hết rồi đó, chuẩn bị qua này nha. Chị hỏi sợ là tím không qua. Sợ tím hả? Ủa chứ sao mấy bữa cho lâu qua mà. Lâu liều một bữa rồi để sợ là tím. Ôi ăn thương dữ trời, nhiều quá không được, nhiều quá em nó bị bể bụng quá ho đờn. Đừng ráng cái thun, ráng cái hồi cái hồi em trước em nó còn nhỏ, nó ăn nó không biết kiểm soát. Kiểm soát nữa. Sao hả à, đây hả cái tè cái tè trời rỉ ra đây rồi, lấy tờ giấy rồi, rỉ rồi hả? Từng em luôn. Này ba. Thịt gà với gì á mẹ? Ba ơi, thịt gà với cơm gan trộn hỏi. Ôi, cơm trộn tí xíu hả? Cho có bơ kìa. Cho thêm thịt gà luôn. Mày coi bơ kìa, mất cười. Nó làm biến ăn lắm luôn, nó ớn gì mà nó lỏng bẩn như cái cây xào vậy đó. Không chịu ăn, chịu uống vậy đó. Ai nấy người ta vô, người ta ăn, người ta ghiền. Ai nấy người ta ăn, cô lộn sợ hết. Đen vô đây. Nó bỏ nó đi. Thôi, cho vô nó đi. Cho vô chuồng mới chịu ăn cô chú. Vô chuồng mới ăn hết. Nó ớn đơn nhá. Vô nó đi. Bé đen không ăn. Bé đen không ăn. Đen nó nết. Nó ăn xíu à. Bé đen thích ăn hạt. Nói như cu ly rồi. Với lại thích ăn đồ ăn không nữa. Ăn lại ăn tôm. Nó đòi ăn sang lắm cô chú. Nó đòi ăn tôm. Tôm. Gà ướp cái xé ra không thì ăn. Mà ghiền, mà thích ăn nhất là tôm. Cô ly ăn không? Chịu không? Chị vuốt không? Không chịu. Cô ly nó không có án rồi. Mẹ vuốt em nó hết hồn, nó né mất cười. Cô ly ăn qua. Để thử, mày đi ra đi, mày đi ra đừng nhìn đi. Nó ăn hạt không à, nó chịu không ăn gì á. Không biết ăn. Bà hửi, bà lưỡng lự giống như mình bỏ thuốc cho bà đi. Khổ. Thế không. Mày là thịt gà nó ăn trước hết. Mày coi cái đuôi nó dựng lên đứng lên đó rồi. Không, mày là thịt gà nó ăn trước hết rồi, nó đậu tới cơm. Vậy hả? Đó, mấy đứa này. Mấy đứa nó lựa dạ lên tới gan phổi cơm cái cuối cùng nên là mình vừa canh ăn xong mà đem xuống liền chứ không kiến lửa nó vô quá trời. Phòng con có mấy em mà ăn đồ ăn mà rớt hay sàn hay là đồ ăn còn chú trời ơi kiến nó vô đừng nói tới luôn. Tại vì cái nhà kế bên trồng cái cây mãng cầu của chú cái cao đụng nóc nhà kiến nó vô trồng ăn kìa, đợi bị nhốt ha. Ưng bị nhốt mới chịu ăn, ngộ ghê luôn á. Đó, nhốt mới chịu ăn cô chú.
hay là do nó muốn riêng tư nó mới vậy ta, hay là sao? Có còn trầm cảm không? Phải dùng biện pháp trầm cảm. Là gì vậy? Ăn lại đi con. Có lượng không? Có lượng ăn kìa. Ba ngày này ăn gì là ngon quá. Ăn có gì ăn đó đi mấy đứa. Đừng kén ăn quá à. Ăn rồi xuống rồi chứ. Thật là đồ khách của con. Chưa tải làm gì vậy? Mẹo con bơ chứ. Ủa kìa. Mẹ mẹ uống cái bên. Ăn xíu rồi đi. Coi à. Ồ, nó xé, nó xả nhà tùm lum hết luôn á. Nên vậy lúc cũng không muốn để thôi nha. Bé Lượm phải ăn cơm. Từ nhỏ luôn rồi. Từ nhỏ là bé Lượm nó phải ăn cơm một chút. Rồi con cô chú ơi, mẹ con đi giục rác thì thấy bé mèo nó đang lụm xương cá nó ăn đó, thì mẹ con thấy tội quá, hốt nắm hạt để cho em ăn, ngốm ăn nghiến luôn, thấy tội quá cô chú. Mèo này mèo lớn rồi cô chú ơi, chắc hồi một là mèo hàng xóm, hai là mèo hoang ở đâu á. Mèo này bự lắm, mà thường mấy này mình mèo mèo lớn mà mình đụng vô là nó cắn mình liền á cô chú. Thôi kệ mình, thương thì mình giúp được cái nào giúp hay cho mấy em tội tội chú ha. Gì đó hết. Thôi con đừng có ra, ra mấy mèo sợ đó. Đó mà chú thấy không chú? Rất là tội nghiệp. Này để con dễ dạy cho cô chú dễ con. Cái cửa nó có cái lỗ kìa. Ăn quá trời luôn cô chú ơi, này chắc đói lắm luôn á. Tại vì ở xung quanh xóm nhà con mèo hoang rất là nhiều. Nhiều lắm. Mấy bữa nay trời mưa đỡ ít có nghe tiếng á chứ. Chứ không mưa là ngày nào cũng nghe rầm 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 á cô chú. Ăn xong rồi xem. À, có người sắp tới. Có người đi tới đâm gai mèo, sợ mèo trốn. Nó trên nóc nhà rồi, sao chú ơi, xuống ngủ rồi. Để đó lát chị này em ăn tiếp, em ăn thôi chú. À, ở trên nóc nhà, đó đó đó, cô chú thấy không? Đó, đó, rồi. Mèo này chắc mèo hàng xóm đó, cô chú. Ai nấy ăn hết rồi, đâu phải mẹ Dung chưa cho ăn đâu. Giờ xuống đây mấy đứa này nó xin ăn nữa đừng có chú. Xin hoài à, mấy đứa này chiên da nó xuống bếp. Xuống bếp chơi hoài xuống được, xuống hoài ha. Chiên da đình dưới bếp vậy mọi nè chú. Bình thường nó ăn cho ăn, không chịu ăn. Còn mông muội bự dữ muội ơi. Muội này mập ha. Muội này mập. Hay là do lông, đứa nào cũng mập. Chú Kỳ làm gì vậy? Nhìn chị hai hoài vậy Kỳ. Cái gì? Nè, bắt tay. Nè, ở đây, bắt tay cho cô chú coi coi. Bắt tay, bắt tay ơi, bắt tay. Bắt tay. Chú Kỳ ơi, bắt tay, bắt tay. Giỏi dữ tại. Chú Kỳ vẫn không quên bắt tay. Bắt tay ơi, bắt tay. Giỏi, chú Kỳ giỏi. Giỏi, tay kia, bắt tay. Chú Kỳ bắt tay ơi. Thường lắm á. Rồi tôi cũng xin khép video clip tại đây. Con cảm ơn cô chú cả nhà đã yêu thương các bé và ủng hộ cho con. Cô chú yêu mến con và các bé, cho con xin nút like, nút đăng ký để ủng hộ con và các bé nha. Cô chú ủng hộ cho Lucky đi. Lucky bắt tay cho cô chú xem nè. Rồi bắt tay. Lucky bắt tay. Bắt tay. Bắt tay. Bắt tay. Mày chơi mày chứ. Rồi, xin chào cô chú nha.